MD7 xin giới thiệu đến quý vị bột rửa mặt làm sáng da rất thích hợp với mọi thành viên trong gia đình. Được bào chế hoàn toàn bằng dược liệu thiên nhiên như bột bắp Nhật Bản, trà xanh, cam thảo. Với công thức mới mịn hơn, tạo bọt dễ dàng hơn, sẽ giúp rửa sạch đi những chất bẩn độc hại có trong không khí. Bột rửa mặt làm sáng da còn có thể giúp rửa sạch make up cho các quý bà mà không có chất cồn làm khô da. Bảo đảm quý vị sẽ có được làn da mịn hơn, trắng hồng hơn. Nếu không có kết quả mỹ mãn trong vòng 7 ngày, công ty sẽ hoàn tiền lại 100%. Hãy gọi ngay cho MD7 855-234-2333, 855-234-2333, order online md-7.com.